Dạ đúng rồi, cái chúng chúng này anh B là đầm máu nặng hơn cái chúng ấy, anh vẫn anh B chưa nhỉ? Không, với cả cái chúng kia chúng hàng chợ nên anh B nó nhẹ phèo à, còn chúng của em là chúng nó sẽ tăng sẽ dày, đảm bảo chắc chắn cho mình luôn. Cái chúng đấy mình xài cũng lâu rồi, vâng, nhưng mà chúng đấy chúng hàng chợ móng tè à, nó nhẹ tân à. À, nó bằng một phân nửa của thằng này. Dài đó, cái nó cũng được 5-6 năm gì đó. Dạ. Bởi 2 năm rồi. Dạ. Bởi bên mình dán lại đó. Trường trường mình trường tiểu học Nguyễn Hiền. Dạ. Và ở đây gọi là Hiệp An. Hiệp An hay là Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chúng này chúng đường kính là 50 dài 80 đấy, 82 đấy. Bằng kích thước mà thầy đo rồi. Cái màu này nó hay hơn màu hơn. Dạ, dạ đúng rồi, thầy đo thì báo. Này nó quá đẹp rồi. Dạ. Dạ. Dạ được được. Mà cũng cái giá này nó hơi thấp ha. Giá này mà cao lên một tí xíu nữa này đẹp lắm á. Dạ. Để các thầy cô mà đánh khai giảng nó không có khuất. À cô thấp à? Dạ. Dạ. Tại vì cũng có tùy theo, tại vì có lời mà trang trí cái nơi mà gọi là cái sân khấu á. Dạ đúng rồi. Cơ sở sản xuất chống chiêng chống bó tiếng gì hôm nay bàn giao một chiếc chống trường học cho trường tiểu học Nguyễn Hiền ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.